cây gạo rồi. Cây gạo này có từ lâu rồi, thì muốn Hà Nội vừa lấy về bảo là có nghĩa là đi thì nhiều chỗ có cây gạo nhưng nó không có cây, thế này nó cứ thẳng đứng lên đấy. Cây này nó tỏa, có nghĩa nó tỏa những bông xuống thì kia mới đông khách về, người ta muốn xem cái vẻ đẹp của cái cây gạo này. Chứ còn các năm trước người ta có về đông này không chị? Lúc nào cũng đông thế này. Khung cảnh có những đàn bò đang gặm cỏ rất thanh bình. Và cây gậy yên dũng nằm ngay bên cạnh một cái núi thờ. Ô hay trời không im gió cho ngày chị sinh. Ngày chị sinh trời cho làm thương. Chân nếp buồn vui bốn mùa trắng chờ. Ở miền Bắc thì rất nhiều nhưng mà hiếm có cây hoa gạo nào mà mọc trên đê và tán nó xả xuống thấp như thế này.